là bà tư vấn cho mình ra làm tiếp. Ra tư vấn xong rồi làm tiếp. Ra tư vấn xong rồi vô làm tiếp. Hiện đó hiện tư vấn nó hiện kêu là bởi vì mấy bữa là giá không được rồi đó, còn bữa nay hết dịch rồi nên chị ta hôm nay dạy giá bình thường. Dạ thôi rất được rồi chú, với chú Tiêu thành thành được. Chờ mấy đứa nhỏ qua hết tụi nó về bên đây xong. Về qua là gần 4 năm, 8 tháng này. Dạ. Mà nhỏ nhất của chú vừa mới làm lành. Dạ, ông bé nó làm cũng không thế. Lành cũng kỹ lắm. Dạ, đúng rồi. Lấy cái lông mũi này. Biết ra mà bị thịt dơ chỗ đó không? Dạ. Hầu nó chú bị té nè. Dạ. Trời cũng chật chỗ đó. Ừ. Trời cũng chật mà sao cũng lành lại mà đang có thịt dơ chỗ đó. Lọ đời. Lọ đời. Được về được thứ nhì đó. À.
cũng bị trật tế, mình là đi mua thuốc rồi chống thiểu rồi bầu vô đó sao lành lẹ cũng có. Mới bác bọc đi tìm dép phải hả? Vô bị sợ, đi tìm sao nha. Rồi anh nói gì đó, anh vô phàn tan bóc mấy cái miếng gỗ nó ngọn trời trời. Cái bọn cái cái hết chưa? Cái sao ha? Thôi, còn mấy cái thái cái đồ dép rồi nó ta bóc qua. Cái tôi cái dép ra này, cái phải cuốn, à mấy miếng gỗ nó mà chạy ra. Tôi cái chắc đang đi tìm dép mà vô nó ngọn trời trời. Đây này, đây này. Cái viên hồng nó lại biết a trùm cho phải không? Cái ông bữa trước bà anh bỏ về trễ liền á. Với lại bà bác sĩ Như Minh á. Trùm cho viên hồng đó. Cho mà bốn ngày viên luôn á. Mạnh lắm. Mà sáng cũng đã có hết. Uống thuốc ông đó không xin nghe luôn mà. Cho tổng thống xanh mạnh luôn đó. Bà và Như Minh đâm bệnh đâm lắm. Thuốc mạnh dễ sợ lắm. Nó là bác sĩ đi Mỹ và đi. Bác sĩ đi Mỹ và đi về quê và đi Quảng Nam rồi đó chứ. Ta đi thử, ta xuống thử. Sĩ khách tâm là không bao giờ họ cho uống mạnh như thế nào. Thiệt tình là như thế đó. Tính ra ông chú này ông